Chiều ngày 9 tháng 10 năm 2020, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển kiểm sát viên cao cấp ngành kiểm sát nhân dân đợt 1 năm 2020. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển kiểm sát viên ngành kiểm sát nhân dân, dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Lê Minh Chí, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, thời gian qua, ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao rất quan tâm đến công tác cán bộ và xác định đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác của ngành, đặc biệt các chức danh tư pháp phải được đào tạo và tuyển chọn kỹ lưỡng, đúng quy trình, đảm bảo người có tài, có trách nhiệm, tâm huyết với ngành, có cơ hội và điều kiện đóng góp nhiều hơn nữa. Đồng thời, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định kỳ thi là cơ hội để các thí sinh phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tạo ra phong trào tích cực học tập, nghiên cứu cho các cán bộ, kiểm sát viên, góp phần xây dựng đội ngũ kiểm sát viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững pháp luật và có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cao. Được biết, việc tổ chức kỳ thi tuyển kiểm sát viên cao cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ công chức ngành kiểm sát nhân dân, nhất là đội ngũ kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm công tác của mình tại đơn vị để làm bài thi thật tốt và đạt kết quả cao nhất.